Rồi, Huy Cường Audio kính chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì cũng như clip trước em đã nói là em còn hai bộ dây loa thuộc dòng loạt Dot. Thì hôm nay em sẽ thanh lý lốt cho anh em với giá cực kỳ là tốt. Và em cũng nói rồi là đợt này bên em chỉ ship hàng ngoài Bắc được nha. Thì ngoài Bắc thì vẫn một số tỉnh này em vẫn ship được. Và thực ra là những cái tỉnh từ miền trong như Nghệ An đổ vào là em không thể ship được nha các bác. Chính xác là không thể ship được. Đấy. Nên là tất cả các bác cũng thông cảm dùm em nha. Rồi thì em có hai bộ dây loa Kimber. Em xin lỗi cho các bác nha. Thì em có hai dòng hai cặp dây loa loạt Dot. Thì đây hôm nay em thanh lý cho tất cả các bác đây. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng, các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha tất cả các bác. Rồi thì hàng đợt này về thì cũng không có nhiều, duy nhất có hai cặp này thôi. Đây là em bán thì anh em bị cũng giá cực kỳ là tốt đấy. Trong cái đợt mùa dịch này đó, đây trước mặt các bác đây chính là hai cặp dây loa loạt Dot nha. Đây em sẽ quay cho anh em xem đây này, các bác nhìn đây này, loạt Dot Odin đấy, cục lọc của nó nha, dòng loạt Dot Odin đó, loạt Dot tem co. Thì dòng này nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên đây nha các bác đấy. Nên là những bác nào lấy hàng về lưu ý dùm em nha, nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên. Và đây là cái đầu rắc của nó này, em sẽ quay cái đầu rắc cho tất cả các bác cùng xem nha. Đó, đây cái lõi bạc, các bác nhìn cái lõi bạc của nó này. Rất là cao cấp và tinh tế nha. Đấy, những cái dòng dây lõi mạ bạc như thế này thì các bác cũng biết rồi. Đấy, những dàn nhà bác nào thiếu giải chép, tiếng nghe chưa được trong chéo này, tiếng nghe chưa được trong chéo thì lên lựa chọn cho mình một cặp dây loa dòng loạt Dot như này, giá nó rất là tầm tiền thôi. Và đợt này em bán anh em với giá là giá thanh lý nha. Đấy, đợt sau là không có giá đó đâu. Đấy, giá em thanh lý cho anh em với giá là 3.700.000 một cặp nha. 3.700.000 một cặp dây loa loạt Dot như thế này. Lo hàng nó là hàng thanh lý nên em bán giá tốt cho anh em nha. Và đợt sau là không có cái giá như vậy nữa. Thì em chỉ có hai cặp thôi. Đó, hàng thì còn túi này. Thì cái dòng này đấy, mỗi vế của nó thì đều là 2.5m nha các bác. Đợt này em về chỉ có 2.5m thôi. Đợt trước em về được 1-2 cặp 3m. Nhưng mà rất là ít các bác dùng. Đa số là 2.5m. Thì đúng với cái chiều dài tiêu chuẩn. Nên là các bác sử dụng nó nhiều hơn đó. Bên này một cặp nữa cũng vậy nha. Đấy, nó Dot made in USA. Đây, dây bạc rất là mềm dẻo nha các bác, rất là mềm dẻo. Cái đầu dây của nó đây. Đấy các bác thấy không? Rắc bắp chuối của nó cũng là dòng mạ bạc. Đấy, tem co của nó đây. Hàng made in USA đây, loạt Dot made in USA. Đấy, nên là đợt này em có hai cặp. Thì những bác nào nhanh tay thì lựa chọn được em nói nha. Thì cái dòng dây là Kimber trước bác hỏi thì em cũng nhiều bác hỏi cái rắc chuyển đổi á, nhưng mà thực ra đợt này em không có ship được cái rắc chuyển đổi đó, tại vì rắc đó là nó không ở ngoài chỗ em nên em không còn để em ship cho tất cả các bác. Nên là một số bác cũng thông cảm giùm em nha. Ví dụ như qua cái đợt mùng 2 tháng 9 này, chắc chắn là phải qua mùng 2 tháng 9 này, qua đợt nghỉ lễ này thì mới bắt đầu làm lại được nha các bác. Còn thời gian này thì vẫn chưa thể làm được. Đấy, nên em đang các bác làm có nhu cầu hai cặp như này thì các bác cứ alo cho em qua số điện thoại trên màn hình đây. Đó, 0775 264 888 hoặc 0354 725 058. Rồi, thì Huy Cường Audio gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc và gia đình. Đấy, chống dịch qua đợt này an toàn, mạnh khỏe. Thì đợt này dịch nó rất là khó khăn, tất cả mọi người đều vậy thôi. Nên mọi người cũng phải chú ý, và dịch bệnh nó rất là căng thẳng. Nên là các bác cũng nên tuân thủ quy tắc 5K của nhà nước nha. Hàng thì bên em vẫn ship cho bác, và em lưu ý các bác là em nhắc lại một lần nữa là hàng em chỉ ship ở ngoài được ngoài miền Bắc nha. Tất cả các tỉnh miền Bắc em đều ship được, kể cả Hà Nội em cũng ship được, Hà Nội, Hạ Long, Quảng Ninh, tất cả em đều ship được. Từ Nghệ An hất vào là em không thể ship được nữa nha các bác. Từ Nghệ An hất vào là em không thể ship được.
Đấy, nên là những bác nào có nhu cầu thì cứ alo xem nha, em có hai cặp thôi. Rồi thì thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, rất là cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi video và like kênh của em nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn ạ.